Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Jin. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Mr. Jin nha. Ngày hôm nay thì mình cũng muốn giới thiệu các bạn đến một số dòng 8 Plus 64GB bên mình. Thì nếu như cá nhân mình đánh giá thì 8 Plus hiện tại có thể nói rằng đây là ông vua phân khúc tầm trung, giá từ 7 đến 10 triệu, ông vua giá phân khúc này nha. Tại sao mình lại nói là 8 Plus là ông vua phân khúc từ 7 đến 10 triệu tại Việt Nam? Thứ nhất là 8 Plus hiện tại đang sở hữu cho mình một cấu hình không hề lỗi mốt một chút nào. Mặc dù 8 Plus đã ra được khoảng 2 năm rồi, 8 Plus thì nó ra từ đợt iPhone X cùng với nó cơ. Bây giờ thì 8 Plus hiện tại nó đang sở hữu cho mình một cấu hình tương đối mạnh mẽ với RAM là 3GB, camera trước là nếu như mình nhớ không nhầm thì nó là 7 chấm, còn cam sau thì nó lên tới 12 chấm cơ. 8 Plus cũng sở hữu cho mình một cái màn hình tương đối lớn lên đến 5.5 inch. Máy đợt này bên mình thì cấu hình xin các bạn thì về cái ngoại hình ấy thì nó vẫn khá là đảm bảo, đa phần các máy đều có tình trạng như thế này, tức là đẹp 99% nhưng mà rất ít vết xước. Đây, như con đen mình đang show cho các bạn nhìn này. Đây, mặt lưng và mặt trước tất cả các cạnh mình vừa xoay ấy thì nó hầu như không có vết xước nào cả. Con đen này thì bên mình đang bán với giá là 8,5 triệu. Màu đen thì bao giờ cũng là màu rẻ nhất rồi. Đợt này về đen một cái thì nó lại không có màu hồng. Màu hồng thì cũng không đúng, gọi là vàng hồng thì đúng hơn. Từ phiên bản 8 Plus trở lên thì cái màu vàng với cái màu hồng từ 7 Plus trở về trước thì nó hợp lại là một với nhau. Thì nó thành gọi cái màu nó vàng hơn, vàng hồng hơn nên gọi cũng khá là khó. Đây là con trắng tiếp theo mình show cho các bạn nhé. Cạnh nó thì các cạnh bên của nó thì cũng như con đen thôi, mặt trước mặt sau nó cũng đều không có vết gì cả. Đây, thấy chưa, mình dùng luôn cái ánh đèn tuýp để thấy cái độ bóng của mặt lưng nha các bạn. Đợt này về thì 8 Plus nó ra được khoảng 2 năm rồi các bạn ạ, thì pin thì nó rất là khó để đảm bảo. Pin của con trắng này mình nhớ không nhầm thì nó là 86 này, con đen nó cũng là 85. Đây, con này pin 86%, con đen thì mình nhớ không nhầm thì nó là 85% pin thôi. Nếu những cái máy nào mà pin nó các bạn về các bạn dùng mà nó chai pin quá, không phải chai pin quá mà là tốc độ pin nó sụt nhanh quá, thì các bạn mang qua bên mình thay pin miễn phí cho. Những cái máy như thế này thì bên mình thực ra cái cận 85% để mà sử dụng bình thường, nếu mà không chơi game thì nó vẫn thoải mái, nó vẫn rất là ok. Nếu như bạn chỉ tác dụng như kiểu là lướt Facebook, xem clip, nghe gọi thì thoải mái ok, 85% các bạn dùng thoải mái. Còn ví dụ các bạn mà chơi game nhiều mà pin 85% nó không đảm bảo cho các bạn nữa thì các bạn mang qua bên mình sẽ thay pin miễn phí trong một lần, không có vấn đề gì cả. Tiếp theo đó là một con màu đỏ. Con màu đỏ này thì so với hai con trắng kia thì nó xấu hơn một chút. Nó xấu hơn ở điểm này. Đây, ở phần mặt lưng góc đít nó có một khu vực bị chảy đúng không, và cái vết chảy này thì nó ăn luôn vào lưng rồi. Đây này, mình cũng vuốt tay qua nó không lấy vết chảy này thì nó không sâu, nó như kiểu là biết nói nào nhỉ, không biết là cái gì cọ vào nó rất là bé, nhưng mà nó cũng đã tạo ra vết chảy, cũng làm cho con này nó mất đi cái tính thẩm mỹ của nó. Cái màu đỏ này thì nó là phiên bản giới hạn, đây nó có chữ product red, tức là phiên bản này nó mình cũng không nhớ đâu, nói chung là cái phiên bản này thì nó được làm ra với mục đích là cổ vũ phòng chống HIV hay là cái gì đấy thì mình cũng không nhớ rõ, nhưng mà cái này nó là phiên bản giới hạn dành cho hội chữ thập đỏ hay cái gì đấy, nói chung một đại loại là phiên bản giới hạn, chứ còn cụ thể là giới hạn về cái lý do gì thì mình cũng không biết đâu. Cái màu đỏ này cái đợt mới ra thì nó cũng khá là hot, rất nhiều người săn đón cái màu đỏ này. Đấy, cái ngoại hình của con này thì nó chỉ bị xấu một tí ở góc đít cạnh dưới này thôi. Đây nhỉ, đây. Các bạn nhìn thấy cái ánh đèn tuyết chưa? Đây đây.
nó bị gợn một chút ở đấy. Còn lại thì ngoại hình các cạnh các thứ nó đều rất đảm bảo và ok. Kể cả mặt lưng, cái mặt kính này thì cái vân tay mình bám vào nó hơi bẩn chút, nhưng mà nó rất là đảm bảo các bạn ạ. Con này thì pin tốt hơn so với hai con trắng và đen kia. Pin nhớ không nhầm nó rơi vào khoảng 8990, nếu nhớ không nhầm nhá, nếu không nhớ rõ đâu. Máy về đây 89 8 lớp, bây giờ nó bắt đầu từ phiên bản 64GB đến phiên bản 256. Ưu điểm của 8 Plus tại sao nó lại là ông vua ở phân khúc này? Tại vì sao? Thứ nhất là cấu hình mạnh mẽ như mình nói hôm nay ấy, đó là RAM 3GB này. Camera trước là 7 chấm, camera sau là 12 chấm. Màn hình lớn với 5.5. Nó cũng có cải tiến hơn rất nhiều so với 7 Plus, mặc dù về cái tỷ lệ màn hình của nó và 7 Plus nó là ngang nhau. Nhưng thứ nhất, cái mặt kính này bằng lưng nó mang lại cho 8 Plus điểm gì? Đó chính là công nghệ sạc không dây. Sạc không dây so với sạc thường nhé, sạc thường của iPhone thì nó lại nhanh hơn một chút. Sạc thường của iPhone nó chỉ là 5W thôi, còn sạc không dây nó vào điện là lên tới 7,5W cơ. Vì thế mà nó, nếu như các bạn mà có sạc không dây thì nó sẽ sạc hơn, nhanh hơn rất nhiều. Ở trên này, cái vết này là vết cường lực nha các bạn, không phải là vết ở màn đâu. Mình có dán cùng máy khách để lại có dán cường lực, nhưng bên mình cũng không tiện bóc ra, cứ để lại thôi. Còn khi nào các bạn đến lấy thì bên mình bóc ra các bạn xem được thì dán cái cường lực mới. Còn để lại trong kho thì cứ giữ lại để đảm bảo an toàn, phòng chống kiểu rơi vỡ hay là bị tề đè thì nó rất là khó chịu. Đây, mình show cho các bạn các cạnh nha. Con này thì so với con đỏ trước thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đây là mặt lưng này, các bạn thấy không? Đây, đây nhá, đây, đây. Ánh đèn lướt từ từ. Đấy, nó chỉ có một vết chấm nhỏ mặt kính lưng thôi, còn lại thì không, nó không bị một vết dài như kiểu con kia. Còn các cạnh thì ok, đảm bảo. Đấy, về cái phần mặt trước thì các bạn yên tâm, các bạn đấy các bạn bóc ra xem được, mà các bạn không ưng con màu đỏ này các bạn lấy con đỏ khác. Nhưng mà con đỏ này có một cái hay, khá là hay, đó là pin của nó 100%. Mình vừa check rồi, check trước khi làm clip này thì pin nó là 100% và sạc đâu đó nó vào khoảng 80 lần. Pin 100% sạc 80 lần. Và là pin zin nha các bạn, cắm vào là pin xanh đấy. Để mà một con máy từ khoảng 2 năm trước nó đến tại thời điểm bây giờ mà pin 100% thì tức là người dùng này ta dùng không nhiều và người ta dùng khá là dữ. Mình nghĩ đây có lẽ là một ai đó mà họ chắc chỉ thiên về nghe với gọi là lướt Facebook thôi thì pin nó mới tốt như thế này. Pin 100% và sạc khoảng 8x lần. Bây giờ mình đang, lúc ấy mình định nói với cái gì cho các bạn nhỉ? Vì sao những con 8 Plus này thì nó đang là ông vua phân khúc phần chung đúng không? Từ giá 7 đến 10 triệu. Thì ngoài những cái vấn đề cấu hình màn hình hay cam mình đã nói đấy, thì về những cái tác vụ mà 8 Plus nó đem lại, thứ nhất là có công nghệ sạc nhanh. Từ phiên bản 8 Plus trở lên thì phiên bản 8 đúng hơn, iPhone 8 trở lên thì Apple họ đã tích hợp công nghệ sạc nhanh trên iPhone. Vì thế mà nếu như các bạn có bộ sạc Lightning to C ấy, thì khi mà các bạn sử dụng cho các dòng máy từ iPhone 8 trở lên thì nó sẽ rất là nhanh. Thứ nhất là bộ sạc đấy nó lên tới 18W qua, lên tới 18W cơ. Nhưng mà cái giá của cái bộ sạc nhanh chính hãng của iPhone nó không hề rẻ một chút nào. Nó lên tới 1 triệu đồng cho một bộ sạc cáp, khá là đắt. Nhưng mà bù lại thì nó sạc cũng khá là nhanh. Đấy là chưa, đấy là ngoài công nghệ ra. Thì nói về những tiện ích mà 8 Plus nó đang có. Thứ nhất là nó vẫn đầy đủ các chức năng để đảm bảo những cái sử dụng hàng ngày của mình. Ví dụ như chơi game. Chơi game nhá. Thứ nhất, rất nhiều game thủ họ bây giờ, các bạn để ý rằng Liên Quân Mobile là, Liên Quân Mobile này, PUBG là một trong hai game, một trong những game mà bây giờ nó đang có rất nhiều người chơi tại Việt Nam đúng không?
thì đa phần họ sẽ chọn 8 blur để họ chơi. Nếu như các bạn để ý, trong những giải đấu lớn và khi mà có camera họ quay về game thủ ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng họ sẽ dùng 8 blur rất nhiều. Họ sẽ không dùng kiểu iPhone X hay là XS Max đâu. Họ dùng 8 blur khá là nhiều. Thứ hai là với màn hình 5.5 thì nó thoải mái để giúp cho các bạn xem phim nghe nhạc. Màn hình tương đối lớn đây. Đây nhá, màn hình tương đối lớn, 5.5 không phải là nhỏ đâu. Nó vẫn hoàn toàn giúp các bạn nghe nhạc, xem phim thoải mái, ok. Gọi thì nó vẫn ngon nghẻ thôi, chưa kể cái đời máy này nó ra chưa quá lâu, nó mới ra được khoảng 2 năm thôi. 2 năm mà các bạn dùng thì khoảng, ví dụ muốn lên đời thì các bạn dùng cũng thoải mái, khoảng 2-3 năm nữa thì các bạn mới phải thay máy một lần. Ít nhất là khoảng 2 năm nữa. Bây giờ thì iPhone thì dùng tất cả các máy từ phiên bản iPhone 6 cho lên mà. Thì với 8 Plus thì các bạn dùng còn thoải mái. Ít nhất là khi mà 7 Plus không còn ai dùng 7 Plus nữa. Thì lúc đấy thì mình nghĩ là bỏ 8 Plus được rồi. Đấy. Cái clip này thì mình cũng làm nó cũng chỉ đến đây thôi, mình không muốn làm dài. Làm dài thì người xem khá là mệt đấy. 8 Plus bên mình nó như vậy đấy. Thì có đặc biệt là có em đỏ này, pin 100%, sạc 87 lần. Thì vẫn như thường lệ thôi. Các bạn nào mà muốn mua máy thì liên hệ với mình qua số 036 961 2222 nha. À, quên một chút là mình quên báo giá với các bạn. Đó chính là con 8 Plus đen thì mình giá là 8,5 triệu. Con trắng này thì là 8,6 triệu. Và màu đỏ là 8,9 triệu. Màu vàng đợt này thì bên mình không có, nếu mà có thì bên mình nó bán với giá là 8,8 triệu. Về chế độ bảo hành vẫn là một đổi một trong 30 ngày, hỗ trợ bảo hành 12 tháng. Tiếp theo là gì nhỉ? Mình lâu mình cũng hơi đã chìm chút, quên. Thì ship thì vẫn có ship COD nha các bạn. Các bạn ở xa thì cứ liên lạc với mình, ship COD. Mở máy ra kiểm tra, máy ưng hình thức và lỗi lầm các thứ thì các bạn mới phải trả tiền cho ship để gửi tiền về cho bên mình, chứ không phải là chuyển khoản 100% bắt buộc phải nhận máy đâu. Các bạn cứ yên tâm một điều đấy. Còn về hình thức thì chắc chắn là như những gì mình quay đây, máy như thế nào thì mình sẽ gửi cho bạn như thế thôi. Máy xấu thì mình sẽ, tất nhiên là khi mà có máy xấu, các bạn lấy máy xấu ấy, thì tất nhiên là bên mình sẽ phải giảm giá này. Giảm giá, nhưng mà mặc dù máy giảm giá nhưng mà vẫn có bảo hành của bên mình nha. Vì thế mà các bạn cứ yên tâm sử dụng. Ai cần máy gì thì liên hệ ngay cho mình nhé. Mình xin phép được dừng clip này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo của Mr. Jin. Bye bye.